Chào mừng các bạn đến với tập podcast thứ hai của The Harmony Review và lại là mình Bảo Thi là host. Ngày hôm nay chúng ta có bạn khách mời là bạn Mai Nhật, một bạn học sinh chuyển từ cơ sở VinSchool Tham City đến VinSchool Harmony. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Nhật, hay còn được biết đến là Nam Thần của VinSchool Tham City. À, để các bạn biết rõ hơn về cậu thì cậu có thể dùng ba từ để miêu tả bản thân cậu không? Ờ, để mà chọn ba từ để miêu tả rõ nét nhất về bản thân tớ. Thì tôi nghĩ là đầu tiên là đẹp trai này Rồi phong độ và to <laughs> Thế còn ơ sao cậu cười nha Cậu bảo thi cậu nếu mà cậu phải chọn ba từ để miêu tả tớ thì sao Cậu sẽ chọn ba từ gì Tớ thấy Nhật là một người rất là thân thiện, rất là hoạt bát hoạt và năng động. Hai từ đầu thì tớ thấy cũng hợp lý đấy. Nhưng mà năng động, vì sao cậu nghĩ tớ là một con người năng động này? Chắc là vì tớ thấy kiểu cậu rất là active trong cái việc tham gia các hoạt động thể thao kiểu bóng rổ, bóng đá. <laughs> đúng, 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 đúng. Thì hiện tại đang diễn ra giải bóng đá truyền thống của trường thì không biết là lớp cậu hay là bản thân cậu có tham, có tham gia cái giải này không? Cậu nói thế đúng là chạm đáy nỗi đau của tớ. Ừ, lớp tớ có tham gia giải bóng đá truyền thống của trường nhưng mà rất đáng tiếc là À, lớp tớ không vượt qua được đối thủ 12A1 quá khó nhằn. Nhưng mà cậu có đánh giá như thế nào về cái đối thủ của cậu hôm trước, cái đối thủ mà cậu thua ấy? Em mà đánh giá đối thủ của tớ thì họ là một đội bóng chơi rất đều và rất kỷ luật, cùng với đó là rất là mạnh mẽ nữa. Nhưng mà lớp tớ là có thể nói là đã bị ngợp bởi cái không khí của trận đấu à, có lẽ là bọn tớ đã chuẩn bị chưa được kỹ cả các anh cũng là các anh lớn nên là họ tự tin hơn cậu thấy bản thân mình đã làm tốt chưa tớ nghĩ là tớ có thể làm hơn những gì tớ đã trình diễn hôm trước tớ thấy khá là đáng tiếc tại vì nhật cũng từng là thành viên của đội tuyển bóng đá tham nhưng mà cũng dễ hiểu tại vì cậu cũng mới chuyển sang đây được một khoảng thời gian chưa không lâu và các bạn trong lớp với ở kiểu cái sự hòa đồng gắn kết giữa các bạn trong lớp nó cũng không được kiểu nhiều ấy cho nên cũng không thể bằng các anh mà kiểu đã học với nhau từ bao nhiêu năm trước rồi điều gì đã khiến cậu yêu thích bóng đá như thế kiểu tại vì cậu có thể chơi được rất nhiều môn thể thao từ bóng rổ bóng truyền hay bơi rồi nhưng mà điều gì đã khiến cậu lại yêu thích bóng đá hơn tất cả những người kia ừ. Có lẽ lý do lớn nhất là vì bóng đá là môn thể thao đầu tiên mà tớ được tập luyện và được chơi, được thi đấu. Tớ tiếp cận bóng đá vào khoảng đầu lớp 2. Và đến bây giờ cũng rất nhiều năm rồi. Hồi bé tớ cũng đã từng thi đấu rất nhiều giải đấu và cũng đã từng vô địch và cái việc chiến thắng nó càng giúp tớ yêu thích môn thể thao này hơn. Tớ thấy cũng giống như tớ yêu thích bóng rổ đúng không? Kiểu nó là một cái gì đấy gắn liền với cả cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu như mà không có thì chắc chắn là sẽ có một cái sự thiếu hụt rất là lớn. Tới cái hồi mà tớ mới chuyển về VinSchool Time City ấy là ấn tượng đầu tiên mà tớ kiểu ấn tượng với cậu ấy, về cậu ấy là cậu chơi bóng rổ rất giỏi. Tại vì lúc này tớ không nghĩ, tớ không biết là cậu có chơi bóng đá. Xong rồi đến cái lúc biết là cậu chơi bóng đá thì tớ rất là ngưỡng mộ Bởi vì cậu có thể chơi cả hai môn thể thao mà môn nào cũng giỏi Cho nên là tớ rất là ngưỡng mộ cậu được. Cậu nói thật không? Thật, thật, từ tận đáy lòng Thế tớ cảm ơn ấy ừ, Thì không biết là cậu đã đạt được những cái thành tích gì trong cái bộ môn này? Bắt đầu cấp 2 ấy Thì năm lớp 6 của tớ Thì tớ không đạt được thành tích gì hết Và hồi đấy thì tớ cũng không quá mặn mà với bộ môn bóng đá Và cho đến năm lớp 7 thì sau khi nhận được lời mời tham gia đội tuyển bóng đá của trường Tớ đã lại, coi như lại là tớ đã lại yêu thích môn bóng đá Và tớ đã giúp cho Tham City vô địch được giải hệ thống các trường Vinsun hai lần Và một trong số những lần đấy thì tớ đã rất vinh dự là được thầy tin tưởng, thầy và đồng đội tin tưởng uh, lựa chọn là đội trưởng của đội. Tôi thấy việc mà thầy và các bạn đồng đội uh, giao cho cậu trọng trách đội trưởng thì tôi thấy rất là hợp lý, không sai chút nào. Tại vì tôi thấy cậu là một người có năng lực dẫn dắt, là một người giỏi giao tiếp, là một người mà có thể uh, kiểu gắn kết mọi người lại với nhau. Thì và cậu đã giúp giúp cho đội được uh, vô địch đấy thì đúng là một cái sự lựa chọn không hề khiến thầy thất vọng. Đấy có lẽ là uh, thành tích đáng nhớ nhất của tớ và tớ luôn tự hào uh, vì tớ đã dẫn dắt được các bạn uh, đại diện cho trường Tham City và vô địch được giải đấu hệ thống. Um, đấy là thành tích tớ tự hào nhất và hơn cả là Ờ, tớ là cái năm học đấy tớ đã đánh bại uh, uh, nguyễn sĩ hưng uh, chủ tịch của uh, The Harmony Review thì cái việc chuyển từ tham sang Harmony cũng là một cơ hội để cậu cọ sát giao lưu với cả sĩ hưng nhiều hơn đúng không đúng rồi. Vì hai cậu đúng rồi. gần nhau hơn <laughs> đúng rồi uh, <cười> uh, <cười> uh, <cười> cũng rất là bất ngờ khi mà tớ lại lại vào đúng lớp chủ nhiệm với sĩ hưng uh, nhưng mà tiếc thay là tuy có hai cầu thủ với chất lượng chuyên môn cao nhưng mà lại không thể giúp cho lớp 11 13 đi sâu trong giải bóng đá truyền thống của trường. Tại vì cũng một phần là do hai cậu chưa có nhiều sự kết nối bởi vì cũng mới quen mà đúng không? Ừ. Cho nên là thắng thua cũng không quan trọng thế quan trọng là các cậu hiểu nhau hơn, các cậu thân nhau hơn. Quan trọng là bọn tớ quan trọng là tớ có thêm một người bạn tốt. Thế cậu cậu thấy bóng rổ với bóng đá khác gì nhau? Cậu thấy bóng đá là môn thể thao mà mà mọi người dễ tiếp cận hơn so với bóng rổ. Bóng rổ thì có yêu cầu về sân bãi này, về về rổ, về rổ và và bóng nữa. Nhưng mà bóng đá thì khác Như hồi bé mà tớ chơi cùng các bạn tớ Tại vì ở trường tiểu học của tớ không Tớ học ở một trường công lập Và tất nhiên là không có sân bóng đá rồi Nên là bọn tớ chỉ cần hai đôi dép để làm hai gôn thôi Và một vài trang giấy quấn băng dính ở bên ngoài Thế là thành ra có bóng và có thể chơi sau mỗi giờ học rồi Tớ thấy bóng đá đúng là một cái kiểu nhiều người chơi được hơn rồi dễ dễ dàng chơi hơn ấy không phải là dễ chơi mà là kiểu mọi người có thể tiếp cận với nó dễ hơn với cả ở trong bóng rổ ấy bình thường thì kiểu những cái trận bóng mà nó ngang tái ngang sức hay nó căng thẳng ấy thì cũng kiểu mọi hai đội thường sẽ ghi rất là nhiều điểm kiểu từ uh, hai con số hai con số hai chữ số đến kiểu cả ba chữ số ấy thì những cái tình huống ghi điểm mỗi lần như thế ăn mừng thì kiểu có rất là nhiều có rất là nhiều khoảnh khắc những rất là kiểu cậu có rất là kiểu mấy chục lần để ăn mừng ấy còn trong bóng đá thì kiểu khó khăn kiểu cái việc mà ghi được một bàn nó khó khăn hơn rất là nhiều ấy cho nên cái việc ăn mừng cái cảm xúc lúc đấy nó thực sự là thấy nó kiểu vỡ hòa nó kiểu ý nghĩa hơn ấy cũng đúng cái đấy thì tớ cũng phải công nhận với bảo thi tớ rất là thích xem bóng đá vì đặc biệt là đội tuyển việt nam nhé vì đúng là vậy đúng là vậy à, một trận đấu tớ thì không cần phải có quá nhiều tình huống ghi điểm hay là có nhiều bàn thắng nhưng mà có thể là một tiếng rưỡi tớ xem chỉ cần một bàn thắng thôi nhưng bàn thắng đó là ở phút cuối cùng thì thực sự là cảm xúc nó rất vỡ hòa và bóng rổ thì đúng như thi nói là mỗi tình huống lại đều có thể ăn mừng nhưng mà bóng đá hay khác, là cảm xúc nó 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 cao trào. Từ hồi bắt đầu năm học là từ tháng 8 tới bây giờ cũng đã gần 3 tháng đi học thì không biết là cậu đã bắt kịp được với cái nhịp độ học tập ở bên này chưa? Chắc là tớ cũng sắp bắt kịp rồi về ừ. <laughs> Với cái tớ thấy cái việc đi học xa nhà là rất là khó khăn cho tớ mỗi ngày đến trường đều khá là mệt mỏi tớ thì không thể ngủ sớm được chắc là ham chơi nhưng mà việc học ở xa nhà cùng với đó là nhiều bạn mới nữa tớ chắc là cần thêm thời gian để bắt kịp cái việc mà chuyển từ một môi trường học khác nó rất là khó khăn trong cái việc mà hòa đồng cũng như là để hòa nhập với các bạn ngoài cái việc xa nhà rồi uh, về vấn đề thời gian các thứ quản lý thời gian của cậu ấy thì cậu còn gặp khó khăn gì khác không kiểu về học tập có theo kịp cái tiến độ học tập không hay là thầy cô như thế nào tôi nghĩ là vấn đề học tập là tôi đang cảm thấy khó khăn bởi vì chương trình AS Level thấy là nó như là một bước nhảy vọt khá là khá là dài bởi vì ờ uh, icd cái độ cái khoảng cách cái độ khó của chương trình IGCSE và as level ấy tôi thấy là uh, nó khá là lớn trong thứ đó là uh, việc uh, uh, giáo viên bộ môn giáo viên bộ môn tớ học môn uh, psychology và sociology thì đồng loạt cả hai giáo viên uh, đều thôi việc ở giữa trường nên cũng là một khó khăn rất lớn ạ Tớ cũng đã nghe qua về cái trường hợp mà giáo viên, cái sự thay đổi ở mặt nhân sự của nhà trường đối với môn psychology với cả sociology. Thì không biết là cái việc, cái, cái việc này đã ảnh hưởng đến cậu như thế nào, đến việc học tập của cậu? Ờ, có thể nói là bọn tớ đã bị hỏng một lượng kiến thức khá là lớn trong cũng là một khoảng thời gian dài để nhà trường tìm giáo viên thì tớ thì tự học không phải thế mạnh của tớ nên là tớ đã gặp rất nhiều khó khăn ừ, cũng mới bắt đầu năm học thôi thì ra không mới bắt đầu lắm nhưng mà không ra cậu vẫn còn thời gian để học để tự tìm tòi học hỏi thêm cho nên tôi nghĩ là cậu là một người thông minh tôi nghĩ là cái việc mà bắt kịp lại cũng không phải là một cái gì quá khó khăn đối với cậu tớ cũng nghĩ thế tớ mong là tớ mong là thế kỳ thi cuối kỳ cũng sắp tới rồi thì không biết là cậu đã quá trình ôn tập của cậu đang diễn ra như thế nào tớ vẫn chưa bắt đầu quá trình ôn tập ấy <cười> <cười> à, có lẽ là tớ sắp bắt đầu rồi à, lần này tớ tin là tớ sẽ chuẩn bị tốt hơn so với kỳ thi dự kỳ ừ, tớ cũng nghĩ thế tại vì tớ cũng chưa bắt đầu quá trình ôn tập của tớ <laughs> bên cạnh các thầy cô giáo viên bộ môn thì cậu thấy cậu cảm nhận nào về các thầy cô giám thị ở bên này có khác nhiều so với các thầy cô ở bên tham không có nghiêm khắc hay là hiền hơn không? tớ thấy thầy cô giám thị ở bên uh, harmony có lẽ là không nghiêm khắc bằng ở bên Tham City. Tớ cảm giác là um, học sinh ở đây được tự do hơn về trong ăn mặc này, à, về ngoại hình. Ấy. ở Tham City thì tớ rất ít khi gặp những học sinh nhuộm tóc, nhưng mà ở bên Harmony thì rất là nhiều và có vẻ là cũng không ai bị trừ điểm à? Thật ra thì cũng tùy từng trường hợp thôi kiểu có một số trường hợp thì các anh chị hoặc các bạn ý kiểu chuẩn bị đi du học ấy thế là các bạn ấy muốn thay đổi bản thân một tí trước khi đi thế là thầy cô cũng không làm gì được ấy nhưng mà thật ra tớ thấy cái việc cái sự kiểu nghiêm khắc của giám thị cái độ gần dễ gần hay khó gần ấy nó thường nó không quá là quan trọng bởi vì nó phụ thuộc vào, nếu như kiểu mình ngoan thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra ấy nhật nhỉ đúng rồi đúng nhật, cũng... ở tham hay ở đây thì cũng như thế nhật đều ngoan và đều không bị giáo viên giám thị bắt đúng không cậu hiểu tớ thật đấy <laughs> tất nhiên rồi cậu thấy cái sự khác biệt lớn nhất giữa cơ sở này vinschool uh, harmony với cả tham city khác thì nhau tôi thấy sự khác biệt lớn nhất là uh, học sinh của vinschool harmony uh, tôi nghĩ là tự do hơn cởi mở hơn bởi vì ở tham city là không có nhiều những cái câu lạc bộ mà do học sinh chủ trì đứng lên để tạo ra thay vào đó thì học sinh ở Tam City là đa phần là sẽ đầu quân cho những câu lạc bộ mà đã được thành lập trước đây rồi nhưng mà sang đến Vinschool Đa Harmony thì tôi thấy là mọi người cởi mở hơn tự tin hơn để tạo ra những câu lạc bộ để chia sẻ đam mê của mọi người Ừ, cái này thì tôi cũng đồng ý tại vì ở bên ở bên này ở bên cơ sở này thì tôi thấy các bạn học sinh cũng rất là kiểu uh, các bạn ý độc lập các bạn ý tự lập hơn ấy các bạn ý rất là tự tin trong cái việc uh, điều hành một câu lạc bộ hay là nói chung là tôi thấy cái sự kiểu uh, tôi thấy các bạn ý rất là giỏi bởi vì các bạn làm được như thế lúc mà mới bước chân vào đây và Vinsco Harmony thì cậu có ấn tượng nhất với điều gì không? Ngay từ ngày đầu tiên đi học thì đã có một sự kiện mà làm tớ rất ấn tượng đấy chính là khi mà tớ đang đi dạo quanh trường uh, vào đầu giờ sáng thì đã có một cô giáo chào tớ tớ chưa vừa <laughs> nhận được một lời chào nào trước từ một thầy cô nào ở Tham City cả mà lại còn là tớ không phải là là học trò của thầy hay cô đấy nữa là tớ thấy là giáo viên của VinSchool school harmony là luôn cố gắng uh, tạo những mối quan hệ rất tốt với học sinh ừ, Tớ cũng thấy thì các thầy cô ở đây thì tớ thấy phần lớn mặt bằng chung các thầy cô đều rất là kiểu thân thiện rồi Và các cô chủ nhiệm ấy tớ thấy kiểu hầu như ai cũng hòa đồng với cái lớp mình chủ nhiệm ấy Với cô chủ nhiệm của lớp tớ cũng thế Cô chủ nhiệm lớp cậu phải cô chủ nhiệm lớp tớ không nhỉ? <laughs> ừ đúng rồi đấy Nhưng mà kiểu cô chủ nhiệm cả hai lớp cùng một lúc Nhưng mà cô vẫn kiểu có một cái một quan hệ rất tốt với cả hai lớp Với cả nhiều bạn học sinh như thế nữa Thì cô ấy rất là kiểu được mọi người quý Tớ cũng thế Tớ, tớ, tớ cũng thấy thế Người thầy ra giáo viên của bên Harmony khá rất là thân thiện đúng không? À, ờ, <laughs> cũng thì giáo viên Ờ, à, à, tớ có thể hợp với, hợp để nói chuyện với một vài thầy cô nhưng cũng có những thầy cô mà tôi thấy là rất khó để hòa nhập. Tôi mong là tôi mong là những thầy cô mà cậu nói chuyện được cùng ấy, mong là sẽ giúp được cậu gì một phần nào đấy trong quá trình ôn tập của cậu sắp tới, cũng như là uh, bù đắp lại cái lỗ học kiến, lỗ hổng kiến thức mà cậu chưa kịp bắt kịp trong cái từ đông đông đến giờ vì vì sự chuyển cơ sở. Uhm, cậu điều cậu tiếc nuối nhất khi mà còn là một viên của uh, Vin School Tham City là gì? Điều tớ tiếc nuối nhất là trong năm học cuối cùng của tớ ở Vin School Tham City thì tớ đã không tham gia vào uh, đội tuyển bóng đá của trường. Thế cậu có ý định sẽ làm lại hay là gì về cái mong muốn này ở bên cơ sở mới này, một môi trường mới ấy, kiểu làm lại từ đầu ấy? <laughs> Nhưng mà uh, khi sang uh, Vin School Harmony thì <laughs> cũng rất đáng tiếc là tớ đã bỏ lỡ buổi tryout và uh, đội tuyển bóng đá của trường nhưng mà dự định của tớ là năm sau lớp 12 năm cuối cùng của tớ tớ sẽ cố gắng uh, được lọt vào danh sách của đội tuyển bóng đá và cống hiến cho trường tớ cũng đã thấy được cái sự cố gắng của cậu xuyên suốt từ đầu năm đến giờ bằng cái việc mà tham gia khá là nhiều những cái trận giao hữu với các bạn ở hệ tiêu chuẩn cùng với lớp thì tớ mong là cậu sẽ làm tốt trong cái buổi trial đấy sắp tới với những cái cố gắng của cậu sẽ được đền đáp cảm ơn cảm ơn cậu cậu có dự định về tương lai của mình không kiểu sẽ đi du học hay là học trong nước à, dự định của tớ là sẽ tiếp tục theo học đại học ở trong nước Tớ chưa có dự định đi du học ở bất kỳ quốc gia nào à, tớ mong muốn của tớ cũng như gia đình tớ là tớ sẽ theo học theo hệ chính quy của một trường đại học Việt Nam Tớ thấy bây giờ phụ huynh kiểu các bố mẹ cái quan điểm việc việc con cái đi du học cũng thay đổi nhiều hồi trước bố mẹ tớ cũng rất là ủng hộ việc tớ đi du học đi nước ngoài học tập các thứ để giao lưu học hỏi thêm và bản thân tớ cũng muốn thế nhưng mà bây giờ bố mẹ tớ cũng kiểu không quá là ủng hộ cái đấy nữa kiểu bố mẹ tớ prefer tớ học ở trong nước hay là kiểu ừ học trong nước hơn ừ, tại vì du học thì tớ nghĩ là bố mẹ rất khó để quản lý con cái với tớ Tớ, tớ nghĩ là bố mẹ tớ không tin tưởng tớ thể một mình tự lập ở một quốc gia khác mà không có sự quản lý của bố mẹ ừ. cũng dễ hiểu mà tại vì ai cũng thế bố mẹ tớ không thế tớ là con gái bố mẹ tớ sợ tớ sang đấy lấy chồng không về nữa lấy chồng tây cũng hay mà cũng là một cũng là một <laughs> cũng là một con đường tớ nghĩ là hay đấy. <laughs> nhưng mà vấn đề là kiểu parent issue mà kiểu <laughs> mà cậu có muốn lấy chồng ngoại quốc không? Tớ chưa nghĩ đến cái đấy Tớ chưa nghĩ đến cái vấn đề này đâu <laughs> Kiểu tớ đang Nếu như mà có cơ hội được đi du học Thì tớ cũng thấy Tớ cũng thấy đấy là một cơ hội tốt Để mình được giao lưu học hỏi thêm Về văn hóa các bạn nước bạn Xong rồi ờ, Cũng như là học cái tính tự lập Kiểu đấy Nhưng mà ở trong nước thì nó cũng có những cái lợi ích riêng cũng kiểu được gần bố mẹ hơn, được gần gia đình hơn thì cũng là một phần nào mà giúp bố mẹ yên tâm hơn. Đúng, đúng. Với cả ở gần Mai Nhật hơn đúng không? <laughs> Sợ biết. <laughs> Tớ muốn hỏi cậu về một chủ đề khác, về ngoài việc học hành ra. Thì không biết là từ lúc mà chuyển sang bên, chuyển sang bên này thì cậu đã hòa nhập được với các bạn mới bên này chưa? Có kết bạn nhiều không? Ờ... Ở cơ sở Vinschool Harmony ờ uh, tớ tớ thấy rất vui bởi vì đây là lần đầu tiên mà tớ được uh, học tập cùng tới bốn lớp uh, cambridge thay, thay vì là hai lớp như ở cơ sở cũ của tớ thì đây là cái cơ hội rất tốt để mọi người có thể kết bạn tạo ra một cộng đồng cambridge uh, rất là đoàn kết như bây giờ là tớ thấy rất là đoàn kết rất là ít những mâu thuẫn với nhau thì tôi thấy là việc hòa đồng ở đây khá đơn giản với từ. Lúc đầu tôi nghĩ là cái sự gia nhập của các bạn Metropolis với cả Time City về đây thì tôi cũng không nghĩ là kiểu tôi nghĩ là các bạn ấy sẽ chơi theo hội riêng kiểu ở Harmony chơi với Harmony xong rồi ở Time thì chơi với Time, ở Metro chơi Metro. Tôi không nghĩ là kiểu có thể hòa nhập được như bây giờ ấy, nhất là các bạn con trai. Tôi thấy kiểu tất cả kiểu không ai bị left ao không ai bị uh, bỏ lại kiểu mọi người đều rất là hòa đồng rất là uh, chơi được với tất cả mọi người thật cũng đồng ý với cậu bởi vì... ngay ngày đầu tiên đi học thì cậu có công nhận là trong lớp thì thường là các cơ sở sẽ ngồi coi như là chia ra theo các vị trí để nói chuyện và không ai có nhu cầu kết bạn mới hay gì nhưng mà sau một thời gian thì có vẻ là mọi người là cũng cùng tần số với nhau cả đặc biệt là các bạn nam thì có vẻ là rất đoàn kết as level rất đoàn kết tôi thấy là cái sự xuất hiện của cậu nó như kiểu là kiểu nó mang thêm màu sắc cho hệ cam của bên này tại vì như khối 10 cam năm ngoái là thật sự có hai lớp thì bọn tớ không chơi với nhau mấy kiểu lớp B1 sẽ chơi với riêng B1 xong B2 sẽ chơi với riêng B2. Xong rồi kiểu mọi người sẽ chơi theo hội nhóm thuộc lớp thuộc các lớp chủ nhiệm nhiều hơn ấy. Thế là tớ cũng không có cơ hội để nói chuyện với các bạn khác nhiều cũng như là các bạn cũng ý, các bạn ấy cũng không kiểu giao lưu với nhau quá nhiều ấy. Nhưng mà năm nay với sự với sự xuất hiện của cậu thì tớ thấy là các bạn ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn xong rồi kiểu tớ thấy cậu như kiểu kết nối mọi người lại với nhau ấy. Kiểu cậu điền đâu là có tiếng cười cậu điên luôn là, là tiếng cười đấy xong rồi uh, chỗ nào có cậu là chỗ ấy kiểu không ai bị bỏ lại kiểu mọi người đều đều rất là đoàn kết rất là um, hòa nhập với nhau ấy đấy cậu không phải hòa nhập nữa là cậu hòa tan rồi không. cậu hòa tan <laughs> trong cái trong cái môi trường học mới này rồi ừ um, thế thì không biết là cậu có gặp phải những khó khăn gì không tớ không nghĩ là một người giỏi kết bạn rồi năng động hướng ngoại như cậu khó có thể gặp được một khó khăn gì trong việc kết bạn đúng không? À nhưng mà thực ra là cũng có một khó khăn à, là một có có thể nói là một sự kiện không may mắn xảy đến với tớ. À, chỉ vài tuần khi mà nó bắt đầu thôi. Thì có một người anh ở lớp 12 tạm gọi đấy là anh B. Uh, anh ý uh, anh ấy đã nghe được những cái tin đồn mà không đúng sự thật và khá là phản cảm những cái uh, tin đồn đấy có vẻ là anh, anh anh ý cảm thấy khó chịu với tớ nên là anh ý đã có ngôn từ đả kích và lăng mạ đến tớ uh, không biết là cậu có ngại chia sẻ kỹ hơn cụ thể hơn về cái sự việc này không? đầu tiên là lúc đấy uh, tớ nhận tin từ một người bạn, một người bạn trung gian của tớ với anh B, bạn ý có kể với tớ là anh B đã tiếp nhận được thông tin từ bạn gái của anh ấy và những người bạn của bạn gái anh ấy. cái nội dung thì về những lời nói của tớ khi mà tớ nói chuyện với bạn bè tớ thì các em nghe được, xong rồi có một chút điều chỉnh khi các em kể lại kiểu như để làm xấu hình ảnh của tớ. Sang B có nói là khi nào gặp tớ thì anh B sẽ kiểu xử lý tớ. Ấy. Sử dụng vũ lực à? Bằng vũ lực. Tuy là bạn của tớ thì có can ngăn và nói là sự việc này thực sự là không đáng cũng mong, mong anh b hiểu nhưng mà anh b lúc đấy là rất là nhất quyết à, anh có nói là nếu cái người bạn của thớ mà muốn bảo vệ thớ thì thứ hai đến Vin School the harmony mà bảo vệ nhưng mà cũng may là thớ có những người anh những người bạn luôn sẵn sàng bảo vệ thớ anh anh b ngay trong hôm đấy có nhắn tin với một người anh với cái mục đích là có vẻ như là muốn như là rủ anh ấy để đi xử lý tớ ấy nhưng mà anh ấy lại nhắn tin về đúng người anh của tớ và anh ấy biết được là tớ là luôn có những người sẵn sàng bảo vệ mình tớ là như là một người em bé bỏng ấy cậu cậu thấy thế không các anh sẵn sàng bảo vệ và có cả các bạn của tớ nữa các bạn của tớ lúc đấy thì cũng đã nhắn tin và hỏi anh B hỏi nguyên nhân vì sao lại cái chuyện xảy đến cái chuyện không đáng có này và chắc phải sau một vài ngày thì anh B có xin lỗi tớ trực tiếp ở trường trước đấy thì anh B cũng có xin lỗi nhưng mà xin lỗi qua bạn của tớ à, sau một vài ngày thì anh B xin lỗi tớ ở trường và anh B bảo sự việc này chỉ là hiểu lầm thôi và thế là bọn tớ cũng mối quan hệ của bọn tớ vừa có vẻ là đã đã tốt hơn, đã tiến bộ hơn rất nhiều. À, Tôi thấy đúng là một cái sự may mắn khi mà có những cái người bạn người anh như thế. Ừ. Nếu không là tớ nghĩ là sẽ cần đến sự can thiệp của nhà trường. Nếu không, ừ. tớ nghĩ tớ cũng không ngồi đây nói chuyện, không được lên podcast của The Harmony Review nữa rồi. Thật đối với một đối với một bạn học sinh mới chuyển đến một cơ sở khác khi mà mọi thứ còn đang rất là lạ lẫm mà nói thì đấy đúng là một trường hợp những một cái tình huống không kiểu chắc chưa từng nghĩ đến nhỉ cũng không nên xảy ra và cũng uh, khá là sốc khá là đúng tại vì cậu cũng từng chuyển từ cơ sở tham City sang harmony uh, cũng tớ cũng có những người bạn chuyển những người anh chuyển từ cơ sở này sang mà có lẽ tớ là người đầu tiên mà tớ biết là đã phải uh, trải qua cái gọi là ma cũ văn đạt ma mới nhưng mà thật may mắn bởi vì cậu đã vượt qua được và cũng rất là cảm ơn những cái người anh những người bạn của cậu vừa rồi thì mình đã nói rất là nhiều từ học tập từ việc học tập từ việc uh, hòa nhập với một cái môi trường mới đến bóng đá rồi những cái khó khăn mà cậu gặp phải khi mà chuyển sang cơ sở mới thì không biết là nhật có muốn nói gì coi như là để tạm biệt và coi như là kiểu nêu cái mong muốn của cậu trong cái dự định của cậu trong hai năm học sắp tới không trong uh, hai năm sắp tới thì dự định của tớ là thứ nhất là cải thiện về uh, học tập này và kết bạn với với nhiều bạn hơn tạo ra những mối quan hệ tốt và tránh ra khỏi những gọi là st uh, stay out of trouble ấy. Và tớ mong rằng các bạn Vin School The Harmony sẽ đón nhận tớ và tớ mong rằng năm tới tớ sẽ được lựa chọn vào đội tuyển bóng đá của trường và tớ sẽ hết sức mình công hiến cho Vin School The Harmony thế thì tớ chúc nhật là sẽ đạt được những cái mong muốn những cái dự định mà bản thân đã đặt ra và Uh, có hai cái năm học sẽ có hai năm học kiểu hết mình ở VinSchool the Harmony và cảm ơn cậu cũng cảm ơn cậu vì đã đồng ý dành thời gian để chia sẻ những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng trong ngày hôm nay và cũng cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra để xem hết tập podcast thứ hai này của the Harmony review và hẹn mọi người tập podcast tiếp theo